làm Cao đây, xin chào tất cả các bác trở lại với kênh Cao GBL Hoàng Mai. Trước mắt tất cả các bác, ngày hôm nay em Cao tiếp tục cập đến đó là một cặp nguyên thùng xốp SX725, tình trạng nguyên xốp sách giấy tờ các bác nhá. Và đợt này thì em Cao sẽ có cái giá khá là tốt để cho anh em, đó là nguyên thùng xốp. Và rất may mắn cho em Cao thì trên đây em Cao còn đang có tiếp tục lại là 718 nguyên thùng xốp để đi combo với nó, dành cho những bác nào mà cực kỳ kỹ tính thì đây là model mà phải nói là được ưa chuộng nhất của series 7, 712, 715 và 738, 725. Đó là những model và rất anh em rất ưa chuộng trong những dòng series 7. Bầy thì đẹp và tiếng hát thì cực kỳ thông thoát, mid low giải trầm, tép bay bổng. Đó là những cái gì mà series 7 đưa ra. Và tình trạng thì là nguyên còn nguyên cả thùng xốp các bác nhá. Bác nào quan tâm mà kỹ tính thì hãy liên hệ cả em Cao theo hai số điện thoại và em quay rất chi tiết. Nhà là khá chật và đêm thì là khá là khuya rồi, cho nên em Cao cũng sẽ quay qua một chút thôi để mời tất cả các bác cùng chiêm ngưỡng. Và nó đã là nguyên cả thùng xốp rồi thì chúng ta sẽ cũng không cần phải chi tiết quá. Thì nếu như nó hàng bãi nó xước sát thì em Cao cũng sẽ báo tình trạng cạnh góc cạnh. Còn đây là nguyên cả thùng xốp nên chúng ta an tâm để sử dụng những model mà tình trạng như thế này càng ngày càng hiếm những model này. Đó là những cái gì em Cao muốn chia sẻ một chút đến tất cả các bác. Và có cả súp 718 nguyên thùng xốp combo này, nếu như bác nào quan tâm thì hãy liên hệ cả em Cao Make in Mexico các bác nhá, sẽ có cái giá cực tốt cho anh em vào thời điểm này, cũng như là em Cao duy nhất có một cặp nguyên thùng xốp các bác nhá. Cho nên là bác nào mà thích sở hữu những cái gì mà gọi là nguyên đai nguyên kiện thì hãy liên hệ cả em Cao, đó xuất sắc luôn rồi. Deep Doi là nhãn khư rồi, nó đã là nguyên thùng rồi nên chúng ta cũng không cần phải quá ngắm quá nhiều. Và cái hình ảnh khi em Cao đưa ra là hoàn toàn chi tiết, duy nhất một cặp. Bác nào sở hữu thì liên hệ cả em Cao, hóa giá rất tốt cho anh em, đó là một cặp 725 và 718, tất cả bao nguyên xốp luôn cho tất cả các bác. Một lần nữa, đây là series 7 và chúng ta có thể chơi trong nhà ngoài trời, kết hợp với nhau thì khá là hay. Và khi đánh với những dòng công suất mà HD5000 này thì hết bài luôn. Các bác hãy nhìn này, đó, hết bài luôn. Cho nên là em Cao đêm khá về khuya, chỉ một chút thôi, để gửi hình ảnh đến cho tất cả quý khách hàng của Cao GBL Hoàng Mai. Và các bác muốn sở hữu những dòng mỹ bãi thì em Cao khá là nhiều, kể cả súp hoặc là full thì em Cao có những cặp 473X đẹp đứt tay, cũng như là cặp 4733X. Đây là những dòng cho bác nào chơi cảm giác mạnh, lời ca thoáng mà cực kỳ dễ phối ghép, cũng như là dễ hát, dễ chơi. Đó là những cái gì mà series 7 đưa ra trong suốt nhiều năm qua, không bao giờ lỗi mốt cũng như là lỗi hẹn với tất cả các bác. Trên đây là cặp Azay thì em Cao cũng đã xin phép là nhận đủ tiền của anh em Sài Gòn một cục HD5000 và hai cặp Azay thì em Cao sẽ test và hàng lên đường sau. Bác có hẹn em Cao là sau 4 ngày em Cao đã nhận đủ tiền thì bác mới có mặt để nhận hàng. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bác rất nhiều. Bác nào quan tâm đến hai cái sản phẩm trên 718, 71 là 725 nguyên xốp đi đúng combo cậu với mợ luôn thì liên hệ em Cao. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào clip gần nhất của em Cao. Đêm khuya rồi em Cao sẽ không mở được và nhà khá là chật cho nên em Cao cũng sẽ tháo sẵn thùng. Bác nào quan tâm thì hãy liên hệ em Cao. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào clip gần nhất của em Cao. Đừng quên tặng cho em Cao xin một like. Bác nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn nút đăng ký kênh Cao GBL.